Lại nữa, Đại Bồ Tát, tịnh Đức Diệu Quang được môn giải thoát, đến khắp mười phương trang nghiêm đạo tràng chúng hội Bồ Tát. Tiếp tục nói kinh văn ở trước, vì Đại Bồ Tát tịnh Đức Diệu Quang là Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, tức cũng là Pháp Thân Đại Sĩ. Ngài đắc được cảnh giới, đến khắp mười phương Pháp giới trang nghiêm đạo tràng Pháp hội Đại chúng Bồ Tát, Ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu được môn giải thoát trong một niệm hiện ra vô tận môn Phật Thành Chánh Giác, giáo hóa thành thục chúng sinh giới không nghĩ bàn. Vị Đại Bồ Tát Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu đã được cảnh giới ở trong một niệm hiện ra vô tận pháp môn Phật Thành Chánh Giác, lại giáo hóa chúng sinh thành thục, đều được thành thục Phật quả. Đây là một cảnh giới trong chúng sinh giới không thể nghĩ bàn, ngày vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Phổ Quang Sư Tử Tràng được môn giải thoát tu tập phước đức của Bồ Tát để trang nghiêm hiện ra tất cả cõi Phật. Vị Đại Bồ Tát Phổ Quang Sư Tử Tràng đã được cảnh giới tu tập phước đức của Bồ Tát, tức là tu lục độ vạn hạnh, đủ thứ việc lành để trang nghiêm hiện ra tất cả cõi Phật. Ngài vào môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Bảo Diễn Diệu Quang được môn giải thoát quán sát cảnh giới thần thông của Phật mà chẳng mê hoặc vị đại bồ tát phổ bảo diễm diệu quang đắc được cảnh giới quan sát cảnh giới thần thông diệu dụng của phật mà chẳng mê hoặc ngài vào môn giải thoát này đại bồ tát phổ âm công đức hải tràng được môn giải thoát ở trong mùa chúng hội đạo tràng thị hiện tất cả cõi phật trang nghiêm vị đại bồ tát phổ âm công đức hải tràng đắc được cảnh giới ở trong một đại chúng pháp hội, hiện ra tất cả cõi nước trừ Phật trang nghiêm, tất cả đạo tràng trang nghiêm này vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Phổ trí quang chiếu Như Lai cảnh, được một giải thoát, tùy theo Như Lai quán sát pháp giới tạm thâm sâu rộng lớn, bị đại Bồ Tát Phổ trí quang chiếu Như Lai cảnh, đắc được cảnh giới, quang minh của ngài chiếu sáng cảnh giới của Phật, tùy theo Phật để quán sát pháp giới tạm rộng lớn thâm sâu vô thượng mà minh bạch đạo lý pháp giới ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát phổ giác duyệt ý thanh, được môn giải thoát gần gũi thừa sự cúng dường tất cả chư Phật. Vị Đại Bồ Tát phổ giác duyệt ý thành đắc được cảnh giới, khiến khắp hết thảy chúng sinh giác ngộ mà gần gũi chư Phật. Thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, tức cũng là luôn luôn hầu cận chư Phật, ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát phổ thanh tịnh vô tận, phước oai quang, được môn giải thoát, dùng tất cả thần thông biến hóa rộng lớn để gia trì chúng sinh. Vị Đại Bồ Tát phổ thanh tịnh vô tận phước hoài quang đắc được cảnh giới. Dùng thần thông biến hóa rộng lớn để gia trì tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đẻ, ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát phổ bảo kế hoa tràng, được môn giải thoát vào khắp tất cả hạnh tế gian mà sinh ra vô biên hạnh môn của Bồ Tát vị đại bồ tát phổ bảo kế hoa tràng đắc được cảnh giới vào khắp tất cả hạnh môn sở hành của thế gian mà sinh ra vô biên hạnh môn sở tu của bồ tát ngài vào môn giải thoát này đại bồ tát phổ tướng tối thắng quang được môn giải thoát ở trong pháp giới vô tướng xuất hiện cảnh giới của tất cả chư phật vị đại bồ tát phổ tướng tối thắng quang đắc được cảnh giới ở trong pháp giới vô tướng lại hiện ra cảnh giới của tất cả chư phật Vô tướng vốn chẳng có hình tướng có thể thấy, song ở trong vô tướng, mà hiện ra có tướng, đây là thần thông diệu dụng, ngài vào môn giải thoát này. Bấy giờ, Đại Bồ Tát tịnh Đức Diệu Quang, đường oai thần lực của Đức Phật, quán sát khắp biển môn giải thoát của tất cả Bồ Tát rồi nói bài kệ rằng, Lúc đó, Đại Bồ Tát phổ tướng tối thắng quang, nói xong môn giải thoát của Ngài đắc được rồi, thì vị Đại Bồ Tát tịnh Đức Diệu Quang nương đại oai đức thần lực của Phật quán sát khắp biển môn giải thoát của tất cả Bồ Tát, rồi bèn dùng cả nói ra đạo lý này. Mười phương hết thầy các cõi nước trong một sát na đều nghiêm tịnh, dùng diệu âm thanh truyền pháp luân, khắp thầy thế gian chẳng gì bằng. Mười phương hết thầy các cõi nước, mười phương tức là trên dưới bốn phương bốn hướng, cộng lại là mười. Ở à, trong mười phương hết thầy cõi nước trừ Phật, trong mỗi cõi Phật đều có Phật đang ở đó diễn nói diệu Pháp, trong một sát na đều nghiêm tịnh. Ở trong thời gian rất ngắn, đều trang nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương, một hạt bụi trả nhiễm, vạn niệm không sinh. Dùng diệu âm thanh truyền Pháp Luân, Phật dùng âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn, để truyền Đại Pháp Luân vì chúng sinh thuyết Pháp. Khắc thầy thế gian chẳng gì bằng Khắp trong hết thầy mười phương thế giới, cõi nước chư Phật, chẳng có âm thanh nào vi diệu, sánh bằng âm thanh của Phật, cũng chẳng có đạo lý nào viên mãn bằng đạo lý của Phật nói. Cảnh giới như lai chẳng bờ mé, một niệm sung mãn khắp pháp giới, trong mỗi hạt bụi lập đạo tràng, đều chứng bồ đề khởi thần biến. Cảnh giới như lai chẳng bờ mé, cảnh giới của Phật chẳng có bờ mé, chẳng cái gì biết được. Một niệm sung mãn khắp pháp giới Trong khoảng một niệm đầy dẫy Mười phương pháp giới Ở trong tất cả hạt bụi Trong mỗi hạt bụi lập đạo tràng Cảnh giới của Phật Có thể ở trong mỗi hạt bụi kiến lập đạo tràng Chuyển bánh xe pháp Giáo hóa chúng sinh Đều chứng bồ đề khởi thần biến Khiến tất cả chúng sinh đều chứng được bồ đề Mà còn có thần thông biến hóa diệu dụng Thuở xưa thế tôn tu các hạnh Trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp tất cả cõi Phật đều trang nghiêm, xuất hiện vô ngại như hư không. Thủa xưa Thế Tôn tu các hạnh, thủa xưa Thế Tôn tu tất cả hạnh môn, tức cũng là có bao nhiêu hạnh môn Phật đều tu, chẳng bỏ qua. Trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp, Phật trải qua trăm ngàn vô lượng đại kiếp, tu hành sáu độ vạn hạnh viên mãn. Tất cả cõi Phật đều trang nghiêm, vì có vô lượng công đức, cho nên khiến cho tất cả cõi Phật đều trang nghiêm thanh tịnh, xuất hiện vô ngại như hư không pháp thần của phật vô ngại giống như hư không thích đến cõi nào thì hiện thân ở cõi đó thần thông của phật vô hạn lượng dung mãn vô biên tất cả kiếp giả sử trải qua vô lượng kiếp niệm niệm quán sát không mỏi nhàn thần thông của phật vô hạn lượng pháp thần của phật khắp hết thầy pháp giới thần thông của phật cũng chẳng hạn lượng chẳng ai biết được chẳng ai thấu được dùng mãn vô biên tất cả kiếp thần thông của phật sung mãn vô biên vô bờ nhiều đại kiếp giả sử trải qua vô lượng kiếp giả sử trải qua vô lượng vô biên nhiều đại kiếp thời gian lâu dài Điệm niệm niệm quán sát chẳng mỏi nhàm trong mỗi niệm đều quán sát sức thần thông biến hóa của phật chẳng khi nào mỏi mệt hoặc nhàm chán. hãy quán cảnh giới thần thông phật mười phương cõi nước đều hiếp tịnh tất cả chó đều hiện tiền niệm niệm khác nhau vô lượng loài hãy quán cảnh giới thần thông Phật. Các vị hãy quan sát cảnh giới thần thông diệu dụng của Phật là không thể nghĩ bàn. Mười phương cõi nước đều nghiêm tịnh, thần thông của Phật đều trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật trong mười phương. Thể đều hiện tiền ở trong đó, Phật có thể hiện ở trong tất cả các cõi, ở trước mặt mỗi chúng sinh nói diệu pháp. Niệm niệm khác nhau vô lượng loài, ở trong mỗi niệm hiện ra khác nhau, có vô lượng vô biên nhiều giống loài, quán Phật trong ngàn vô lượng kiếp, chẳng hết sợi lông nơi thân Phật, phương tiện vô ngại của Như Lai, quang này chiếu khắp khó lường được. Quán Phật trong ngàn vô lượng kiếp, quán chư Phật ở trong thời gian dài trong ngàn vô lượng kiếp đều chẳng nghỉ ngơi, chẳng hết sợi lông nơi thân Phật, cho đến một sợi lông và khoảng cách một sợi lông đều chẳng quán hết được. Phương tiện vô ngại của Như Lai Phật có pháp một phương tiện hỗ tương vô ngại để giáo hóa chúng sinh. Quang này chiếu khắp khó lường được. Tứ quang minh bát nhã của Phật trong trăm ngàn vô lượng kiếp đều chiếu khắp các cõi Phật không thể nghĩ bàn. Kiếp xưa như lại tại thế gian thừa sự vô biên biển trừ Phật, cho nên tất cả như nước chảy đều đến cúng dường Đức Thế Tôn kiếp xưa như lai tại thế gian thủa xưa khi phật tại thế gian tu trì tất cả phật pháp và tất cả pháp môn thừa sự vô biên biển chư phật pháp môn của phật tu hành là cúng dường tất cả chư phật lễ kính tất cả chư phật cúng dường chư phật nhiều như biển cả cho nên gọi là biển chư phật cho nên tất cả như nước chảy vì vậy cho nên tất cả bồ tát a la hán chúng sinh giống như trong sông đều chảy về biển cả đều đến cúng dường đức thế tôn đức thế tôn tức là phật mọi người cùng nhau đến cúng dường phật thừa sự nơi phật lễ kính phật như lai xuất hiện khắp mười phương trong mỗi hạt bụi vô lượng cõi cảnh giới trong đó đều vô lượng đều trụ vô biên vô tận kiếp như lai xuất hiện khắp mười phương phật luôn luôn xuất hiện khắp trong mười phương đến các cõi phật để thuyết pháp trong mỗi hạt bụi vô lượng cõi và xuất hiện ở trong mỗi cõi hạt bụi truyền đại pháp luân ở trong đó cảnh giới trong đó đều vô lượng cảnh giới ở trong đó đều khác nhau vô lượng vô biên đều chủ vô biên vô tận kiếp tận thông biến hóa của phật đều là vô biên vô tận ở trong vô biên vô tận kiếp đã tu hành phật nơi kiếp xưa vì chúng sinh tu tập vô biên biển đại bi theo các chúng sinh vào sinh tử phá khắp chúng hội chiến thành tịnh. Phật nơi kiếp xưa vì chúng sinh, thuở xưa, khi Phật làm chúng sinh thì có tâm tử bi rộng lớn, tu tập vô biên biển đại bi. Lúc đó, Phật tu pháp môn tâm đại bi, thấy chúng sinh chịu khổ thì sinh tâm đại bi thương xót chúng sinh, nguyện cứu chúng sinh khổ, khiến cho chúng sinh được khoái lạc. Vì tích lũy tu hành pháp môn này lâu dần thành biển cả, cho nên gọi là biển đại bi theo các chúng sinh vào sinh tử vì giáo hóa chúng sinh mà phật nguyện xả mình vì chúng sinh cho nên thường theo chúng sinh vào biển sinh tử hóa khắp chúng hội kiến thanh tịnh phật giáo hóa khắp tất cả chúng sinh hữu tình khiến cho họ đắc được bồn thẻ thanh tịnh phật trụ chân như pháp giới tạng không tướng không hình liền ô nhiễm chúng sinh quán thấy đủ thứ thân tất cả khổ nạn đều tiêu diệt phật trụ chân như pháp giới tạng Phật trụ trong chân như pháp giới tạo, chân như tức là chân thật, lìa hư vọng, thường trụ, bất biến. Pháp giới tức là bồn thẻ của tất cả thân tâm chúng sinh. Không tướng, không hình, lìa nhiễm ô, và trụ trong chân như pháp giới tạo, không hình, không tướng. Tại sao là không tướng, không hình, vì lìa khỏi tất cả tướng và tất cả hình, cũng lìa khỏi tất cả pháp nhiễm ô không thành tịnh, cho nên đắc được khoái lạc niết bàn tức cũng là khoái lạc của tự tánh trần như bình đẳng. Chúng sinh quán thấy đủ thứ thân, chúng sinh quán thấy đủ thứ thần Phật, có thanh tịnh pháp thân, có viên mãn báo thân, có thiền bách ước hóa thân, cho đến mười thân vân vân. Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt, chúng sinh thấy được đủ thứ thần Phật, thì tất cả khổ nạn đều tiêu diệt chẳng còn sót. Lại nữa, Đại Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh được mùa giải thoát, hiện ra các địa, các bà la mật của Bồ Tát, giáo hóa chúng sinh và phương tiện nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. Tiếp tục nói nghĩa lý kinh văn vị Đại Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh. Đắc được cảnh giới, hiện ra các địa của Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác, lại hay sinh ra các bà la mật. Từ bố thí ba la mật đến bát nhã bà la mật, ba la mật là tiếng phạn, dịch là đến bờ kia dùng những phương pháp này để giáo hóa chúng sinh và phát môn phương tiện cho nghiêm thanh tịnh tất cả cõi phật ngài vào môn giải thoát này đại bồ tát vân âm hải quang ly cấu tạng được môn giải thoát trong niệm niệm vào khắp pháp giới đủ thứ nơi khác nhau vị đại bồ tát vân âm hải quang ly cấu tạng đắc được cảnh giới ở trong mỗi niệm và khắp trong tất cả pháp giới đủ thứ nơi khác nhau và đủ thứ đạo tràng khác nhau, ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát trí sinh bảo kế được một giải thoát nhiều kiếp không thể nghĩ bàn, ở trước tất cả chúng sinh hiện ra đại công đức thanh tịnh. Vị Đại Bồ Tát trí sinh bảo kế đắc được cảnh giới, thời gian lâu dài tầm không thể nghĩ, không thể luận bàn, hiện ra trước tất cả chúng sinh đại công đức thanh tịnh, chẳng có tham sân gì ngài vào môn giải thoát này đại bồ tát công đức tự tại vương tịnh quang được môn giải thoát thấy khắp đủ thứ trang nghiêm của tất cả bồ tát trong người phương lúc ban đầu đến đạo tràng vị đại bồ tát công đức tự tại vương tịnh quang Đã được cảnh giới thấy khắp đủ thứ trang nghiêm đủ thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn của tất cả bồ tát trong người phương ba đời lúc ban đầu đi đến đạo tràng của phật ngài vào môn giải thoát này đại bồ tát thiện dũng mãnh Điền Hòa kế được môn giải thoát tùy biển căn tánh hiểu biết của các chúng sinh mà khắp vì họ hiện bày tất cả Phật Pháp. Vị Đại Bồ Tát thiện dũng mãnh, liền hòa, đã được cảnh giới, tùy thuận căn tánh hiểu biết đạo lý, thấu rõ nghĩa lý của tất cả chúng sinh như biển cả, cho nên gọi là biển căn tánh hiểu biết. Nếu hiện bày chút ít Pháp thì chúng sinh không thể nào mãn túc được, do đó mới hiện bày khắp tất cả các Pháp, ngày vào môn giải thoát này. Chữ các của câu các chúng sinh nói là nhiều lại có thể nói là một ý nghĩa nói chữ nhiều là hết thầy tất cả chúng sinh căn tánh của họ và sự hiểu biết của họ rộng lớn như biển cả ý nghĩa nói chữ một là chúng sinh này căn tánh của họ lanh lợi chứ chẳng phải độn sự hiểu biết đạo lý của họ rất rộng lớn có hai ý nghĩa này cho nên phải chú ý về phương diện này tại sao chữ các này nói là một vì nó tất nhiên là nhiều cho nên nói nhiều cũng có thể nói là một ở trong kinh có nói nhiều tức là một một tức là nhiều một nhiều không hai vì nhiều là từ một mà ra một là một bộ phận ở trong nhiều cho nên một tức là nhiều nhiều tức là một cảnh giới kinh hoa nghiêm tức là như thế quan trọng là phá nhân chấp chấp trước về người cho nên giảng kinh chỉ cần viên dung vô ngại thì đều có thể giảm, do đó chữ cát nói là chữ một. Đại Bồ Tát Phổ Trí vần Nhật Tràng được mô giải thoát thành tựu trí của Như Lai vĩnh viễn trụ trong vô lượng kiếp. Vị Đại Bồ Tát Phổ Trí vần Nhật Tràng đã được cảnh giới thành tựu trí huệ của Phật vĩnh viễn trụ trong thời gian dài vô lượng kiếp để hành Bồ Tát Đạo ngày vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Kim Càng Tè được mô giải thoát vào tất cả vô biên sức pháp ấn, vị đại bồ tát đại tinh tấn kim cang tề đắc được cảnh giới vào khắp tất cả sức pháp ấn tức cũng là vào khắp thật tướng của các pháp 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 viên dung tâm tâm tương ấn pháp và tâm viên dung tương ấn ngài vào môn giải thoát này đại bồ tát hương diễm quang tràng được môn giải thoát hiện bày tất cả chư phật hiện tại bắt đầu tu hạnh bồ tát cho đến thành tựu trí huệ Vị Đại Bồ Tát Hương Diễm Quang Tràng đã được cảnh giới hiền bày ra tất cả chư Phật hiện tại, bắt đầu tu hành Bồ Tát, thì hành Bồ Tát Đạo, cho đến khi thành tựu trí huệ của Phật. Khoảng giữa thời gian của quả vị Phật này, phải trải qua thời gian rất dài, do đó có câu Bà A à Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp, vun trồng tướng tốt, ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Đại Minh Đức Thầm Mỹ Âm được mùa giải thoát an trụ vào tất cả biển đại nguyện của Đức Tỷ Lô Giá Na. Vị Đại Bồ Tát Đại Minh Đức Thầm Mỹ Âm đang được cảnh giới an trụ vào trong biển đại nguyện của Phật Tỷ Lô Giá Na, tức cũng là thực hành tất cả đại nguyện lực của Phật Tỷ Lô Giá Na đã phát ra. Phật Tỷ Lô Giá Na là pháp thần của Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Lô Giá Na là báo thần của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nhập vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát, Đại Phước, Quang, Trí Sinh được môn giải thoát hiện bày cảnh giới thâm sâu của Như Lai khắp Pháp giới. Vị Đại Bồ Tát, Đại Phước, Quang, Trí Sinh đắc được cảnh giới hiện bày thân Phật đầy khắp Pháp giới. Cảnh giới thâm sâu này chẳng dễ gì minh bạch, tức là Đại Quang Minh Tạo của Phật, Ngài đắc được môn giải thoát này. Bây giờ Đại Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng bồ tát biển trang nghiêm rồi nói bài kệ rằng lúc đó vị đại bồ tát hải nguyệt quang đại minh đường đại oai thần đực của phật quán sát khắp tất cả đại chúng bồ tát trang nghiêm pháp hội đạo tràng nhiều như biển cả cho nên gọi là biển trang nghiêm ngài quán sát nhân duyên này rồi lập tức dùng kệ để nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên các ba la mật và các địa rộng lớn khó nghĩ đều viên mãn vô lượng chúng sinh thầy đều phục tất cả cõi phật đều nghiêm tịnh các ba la mật và các địa tù pháp lục độ vạn hạnh mới đến được bờ bên kia mới trứng quả vị thập địa thập địa là địa vị của bồ tát tiêu diệt một phần vô minh hoặc thì chứng một phần pháp thân tiến lên một địa vị rộng lớn khó nghĩ đều viên mãn tùy các ba la mật và các địa đều là cảnh giới rộng lớn khó nghĩ khó lường song hiện tại đều viên mãn